Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội vừa ghi nhận 51 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 23 ca tại cộng đồng và 28 ca tại khu cách ly. Cũng trong ngày hôm nay 24 tháng 8, UBND quận Thanh Xuân cho biết đã ra quyết định phong tỏa toàn bộ hai ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi thuộc phường Thanh Xuân Trung với khoảng hơn 2.000 hộ dân. Các ca nhiễm mới được công bố thuộc chùm ho sốt và những người liên quan về từ thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 23 ca cộng đồng ở Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì, Đống Đa, Hà Đông, Sóc Sơn. 28 ca ghi nhận tại Đống Đa, Thanh Trì, Hoàng Mai, Bắc Tử Liêm, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Thường Tín, Ba Đình, Đông Anh, Sóc Sơn đã được cách ly. Trong số ca cộng đồng có 3 lái xe đường dài từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội ngày 23 tháng 8 thuộc diện được phép di chuyển. Họ lần lượt là 39, 46 và 32 tuổi cùng ở Giáp Bát, Hoàng Mai xét nghiệm dương tính hôm nay. Cũng trong chiều nay, ngay sau khi phát hiện 13 ca nhiễm COVID-19 tại phường Thanh Xuân Trung, trong đó có 9 ca sinh sống tại ngõ 328 đường Nguyễn Trãi, UBND quận Thanh Xuân đã quyết định phong tỏa tạm thời ngõ 328 từ số nhà 2B cho đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi từ 14 giờ ngày 23 tháng 8 cho đến 14 giờ ngày 30 tháng 8. Khu vực phong tỏa có gần 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu. Quận này đã cử lực lượng khẩn trương điều tra, truy vết, khử khuẩn khu vực này, đồng thời khẩn trương tiến hành sàng lọc, xét nghiệm để bóc tách F0. Công an phường Thanh Xuân Trung đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thiết lập hàng rào phong tỏa tại hai đầu ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi.